mặt xây ra ngoài bãi quá. Cả nhà mình sẽ dọn ra ngoài bãi biển chơi. Hôm nay đồ ăn rất hấp dẫn. Nè. Nào nè. Trời ơi, nè, anh chị nó quay quay nè. Qua đây đẹp nè. Chỉnh cái máy này chị. Đây là quay. Hello anh. Mặc đồ dịch cho nó mà nó khỏe. Bác ha. À dạ. Quay quay bánh ngọt. Bánh ngọt. Cái chỗ ăn đi. Dạ. Đêm thứ hai nha mọi người, đêm thứ hai của ekip nha. Trời ơi, hấp dẫn quá, chắc mình ăn liền quá. Mình ăn liền rồi. Thôi coi trọng lấy một cái dĩa rất là đẹp. Cái này là sao mà đúng lúc hợp cẩm luôn á. Em lấy ba người ăn đó chị, tao nhờ em lấy vô ba bốn người ăn có lý do đây. Quá trời à, tại mấy bạn kia đây, mấy anh đá banh mệt rồi. Này không khí nha. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng, chúc mừng, 8 tuổi. Mời chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay đứng lên ạ. À. Xin cả nhà một tràng pháo tay nữa để chúc mừng sinh nhật của em bé Mio con út anh Lý Hải và chị Minh Hà. Xin mời anh Bảo Du Du qua đây hát lại Happy Birthday lần nữa, dòng ca vàng trong làng. Báo thủ. Sao này. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mio. Họ đổi một tràng pháo tay nào. Chúc Mio lúc nào cũng mạnh giỏi. Ăn ngoan trong lớn nha. Rồi, ok rồi. Con có điều ước gì không? Rồi, để đây xin ương ron rồi. Ước cái điều gì ước đi. Ước nể lên nhà. Đúng rồi, nó bị giờ nó ở đây có gió đó cái nó tắt hoài à. Trời ơi, sao? Ủa Mio tuổi con cua hả? Là có lửa liền. Lửa quẹt nha. Có lửa liền. Đây, anh mượn quẹt. Đây, Mio, hỏi. 1, 2, 3, hỏi. Đó. Rồi, chúc con lúc đầu mạnh giỏi. Ngoan nha. Rồi. Con trai luôn mạnh khỏe và tặng con mong muốn nha. Giờ con về lớp 2. Có tặng quà nha. Con có vô chúc mừng bạn không kìa, là bước vô đi. Đây nè. Dễ thương. Happy birthday con nha. Xin này con chúc em đi con. Xin này đứng lên chúc em nè. Chúc em gì? Chúc em Trời ơi. Dễ thương. Thank you. Đây là bạn bao nhiêu? Con gái của anh Bảo Xuân Dương chụp tấm. Đây con chúc chị 7 tuổi. 7 tuổi hả? Bé 8 tuổi hả? Bé 8 tuổi mà. Em con ơi, năm nay lên là 8 tuổi. Rồi ok. Rồi lấy là chơi chụp một tấm cho mấy bạn. Rồi. Rồi đứng luôn đi, đứng luôn đi. Này đứng lên đi con, này qua đây nè, này đứng với ba nè con. Năm nay lên 8 tuổi nha, chính thức lên 8 tuổi rồi đó. Rồi, ok, rồi. 2, 1, 2, 3. Chờ bên anh như xưa ta cùng chung lên. Hình là làm đôi nên cô chẳng trai trở lỡ nặng. Dù gì đi nữa anh vẫn có bên ngày cùng. Giọng mày của em quá. Cho em vào ngày đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em thấy vũ đoàn lên thật đó. Đâu, cho vũ đoàn lên, lên, lên biểu diễn cho chung nha. Lên đi.
con giật tay con đã thấy. Ê, quá tuyệt vời, mọi người thấy bé xinh tuyệt vời không ạ? À?